Netizen Hàn đổ xô xem MV hãy trao cho anh để cà khịa Sơn Tùng. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với Đi News và hãy cùng với mình cập nhật những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay nhé. Hãy trao cho anh là MV đình đám trong sự nghiệp âm nhạc của Sơn Tùng, đánh dấu bước chuyển mình của nam ca sĩ. Với MV này, Sơn Tùng lần đầu tiên hợp tác cùng nam rapper Snoop Dogg. Hơn một năm kể từ khi ra mắt, hãy trao cho anh bất ngờ hot trở lại bởi sự tấn công của netizen Hàn. Đông đảo cư dân mạng Hàn Quốc đổ xem MV của Sơn Tùng với mục đích ca khịa nam ca sĩ và cả V-pop. Cụ thể là mới đây, MV Hãy Trao Cho Anh của Sơn Tùng được đăng tải trên trang Rudy Web của Hàn Quốc. Là một sản phẩm âm nhạc chất lượng, Hãy Trao Cho Anh trở nên phổ biến. Tuy nhiên, những điều tiêu cực xoay quanh ca khúc này cũng bắt đầu xuất hiện. Người hâm mộ phát hiện MV Hãy Trao Cho Anh trên kênh YouTube chính thức của Sơn Tùng bất ngờ có số bình luận tăng lên đáng kể. Các bình luận này đều xuất phát từ việc netizen Hàn Quốc với lời lẽ chê bai ca khịa Sơn Tùng và cả V-pop. Bài hát này thật kinh khủng, tôi nghĩ MC Moon Hwin hát hay hơn. Hay đó, nhưng chắc là đạo nhạc à, hình như nhạc này là của người Ấn Độ, vẫn thua xa K-pop. V-pop mà lại có bài hơn 200 triệu view, number one V-pop cũng chỉ number one 300 ở Hàn. Sau khi bình luận của cư dân mạng Hàn tăng lên rõ rệt, fan Việt cũng nhanh chóng vào MV của Sơn Tùng để đáp trả. Sky tích cực đánh giá tốt về Hãy Trao Cho Anh cũng như khẳng định vị thế của V-pop. Nhiều netizen Việt cũng bình luận bằng tiếng Hàn để đáp trả lời tiêu cực của Kenneth. Sơn Tùng là tuyệt nhất, MV này xứng đáng được hơn 200 triệu lượt xem. Đừng đùa với fan Việt, càng giận Kenneth càng ủng hộ Sơn Tùng. Còn ai vẫn đang nghe Hãy Trao Cho Anh không? Màn tấn công của netizen Hàn đối với MV Hãy Trao Cho Anh càng làm cho người hâm mộ tích cực cày view cho MV hơn. Bạn nghĩ sao về màn ca khịa của một số bộ phận Kenneth dành cho Sơn Tùng? Hãy chia sẻ ý kiến ngay phần bình luận bên dưới video nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi video hôm nay. Đừng quên like, share video cũng như đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại!